Hỏi: ba thứ tà kiến, một phá quả báo tội phước, không phá tội phước, phá quả báo nhân duyên, không phá nhân duyên, phá đời sau, không phá đời này. Hai: phá quả báo tội phước, cũng phá tội phước, phá quả báo nhân duyên, cũng phá nhân duyên, phá đời sau, cũng phá đời này. Không phá hết thầy pháp, phá hết thầy pháp, đều làm cho không có gì. Người quán không cũng nói chân không không có gì. Cùng với người tà kiến thứ ba này có gì khác? Đáp: người tà kiến phá các pháp làm cho không, còn người quán không biết các pháp thật không, không phá không hoại. Lại nữa, người tà kiến nói các pháp đều không, không có gì, chấp thủ hí luận về tướng không của các pháp, còn người quán không biết các pháp không, không thủ tướng không hí luận. Lại nữa, người tà kiến tùy miệng nói hết thảy không, nhưng ở chỗ ưa thời sanh ưa, ở chỗ giận thì sanh giận, ở chỗ kiêu mạn thời sanh kiêu mạn, ở chỗ ngu si thời sanh ngu si. Tự dối gạt mình, còn như đệ tử Phật thật biết không, tâm không lay động, hết thảy chỗ kiết sử sanh không còn sanh. Ví như hư không, khói lửa không thể làm nhơ, mưa lớn không thể ướt, quán không như vậy, các thứ phiền não không còn dính vào tâm. Lại nữa, người tà kiến nói không có gì, không từ ái, thạch bản ghi là chữ thọ, làm nhân duyên xuất sanh, còn chân không là từ ái, làm nhân duyên xuất sanh, thế là khác. Bốn vô lượng tâm, các pháp thanh tịnh, vì sở duyên của nó không thật, nên còn không bằng với trí tuệ chân không, huống là tà kiến này. Lại nữa, kiến ấy gọi là tà kiến, còn chân không kiến gọi là chánh kiến. Người hành tà kiến đời này gọi là người tệ ác, đời sau sẽ rơi vào địa ngục. Người hành trí tuệ chân không đời này được khen ngợi, đời sau được làm Phật. Vì như nước khác với lửa, cũng như cam lồ với độc dược, là phân hôi so với vị tô đà thức ăn của trời. Lại nữa, trong chân không có không không tam muội, tà kiến thấy không, tuy có không mà không có không không tam muội. Lại nữa, người quán chân không trước hết bố thí chỉ giới thiền định vô lượng, tâm kia dịu mềm các kiết sử mỏng, sau mới đắc chân không. Người tà kiến không có các việc ấy, chỉ muốn lấy ức tưởng phân biệt tà tâm thủ không. Ví như người ở nông điền lúc đầu không biết muối, thấy người ta lấy muối bỏ vào rau thịt mà ăn, hỏi rằng vì sao làm như vậy, trả lời rằng vì muối ấy có thể làm cho đồ ăn ngon lành. Người kia bèn nghĩ rằng muối ấy có thể làm cho đồ ăn ngon thì chất vị nó phải nhiều, liền bốc toàn muối bỏ vào miệng mà ăn, muối mặn rách miệng, mới hỏi lại rằng sao ông nói muối có thể làm cho ngon. Người kia nói: đồ ngu, phải chủ lượng nhiều ít hòa vào mới ngon được, cớ sao ăn toàn cả muối, không thực hành các công đức mà chỉ muốn được không, ấy là tà kiến, dứt các thiện căn. Các nghĩa như vậy gọi là không môn. Nếu người nào vào ba môn côn lặc a tỳ đàm không môn này, thời hiểu nghĩa Phật pháp không hề trái nghịch nhau, biết được việc ấy tức là năng lực của bát nhã ba la mật, đối với hết thầy pháp không gì quái ngại. Nếu không được bát nhã ba la mật mà vào a tỳ đàm môn, thời rơi trong chấp hữu, vào không môn thời rơi trong chấp vô, nếu vào côn lặc môn thời rơi trong chấp cả hữu cả vô. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành bát nhã ba la mật, tuy biết các pháp nhất tướng, cũng biết được hết thầy pháp chủng chủng tướng, tuy biết các pháp chủng chủng tướng, cũng biết được hết thầy pháp nhất tướng. Trí tuệ như vậy của Bồ Tát gọi là bát nhã ba la mật. Hỏi: Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao biết hết thầy pháp chủng chủng tướng, làm sao biết hết thầy pháp nhất tướng? Đáp: Bồ Tát quán các pháp nhất tướng, đó là tướng có, nhất tướng có ấy trong các pháp có tâm sanh, như vậy hết thầy có. Hỏi: trong pháp không sao cũng có tâm sanh? Đáp: nếu nói không, sự ấy tức là có. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thầy pháp nhất tướng, đó là vô tướng, như tướng trâu không có tướng dê, nơi dê không có tướng trâu, như vậy trong các pháp mỗi mỗi không có tướng của pháp khác. Như trước đã nói, nhân có nên có tâm sanh, pháp ấy khác với có vì khác cho nên không. Nếu pháp có là trâu thì dê cũng nên là trâu, vì sao? Vì pháp có không khác nhau vậy, nếu khác với có thời là không, như vậy hết thảy là không. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy pháp là một, nhân pháp một ấy mà trong các pháp chỉ một tâm sanh, các pháp mỗi mỗi có tướng một, hoặc các một nên gọi là hai, gọi là ba,
một là thật, hai ba là hư. Lại nữa, Bồ Tát quán các pháp có sở nhân nên có, như thần người vô thường. Vì sao? Vì là tướng sanh diệt, hết thảy pháp đều như vậy, có sở nhân nên có. Lại nữa, hết thảy pháp không sở nhân nên có, như thân người vô thường sanh diệt, nhân sanh diệt nên biết vô thường. Nhân ấy lại nên có nhân, như vậy thì vô cùng, nếu vô cùng thời vô nhân, nếu nhân ấy lại không có nhân, thời nhân vô thường ấy cũng không phải nhân, như vậy hết thảy không có nhân. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy pháp có tướng, không có pháp gì không tướng, như đất có tướng cứng nặng, nước có tướng lạnh ướt, lửa có tướng nóng chiếu sáng, gió có tướng nhẹ động, hư không có tướng dùng chứa, phân biệt giác tri là tướng của thức, có đây có kia là tướng của phương, có lâu có mau là tướng của thời, tâm trược ác não loạn chúng sanh là tướng của tội, tâm tịnh thiện thường xót chúng sanh là tướng của phước, đắm trước các pháp là tướng của trói buộc, không đắm trước các pháp là tướng của giải thoát, hiện tiền hết thảy pháp không bị chướng ngại là tướng của Phật. Như vậy hết thảy đều có tướng. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy pháp đều không tướng, các tướng ấy do nhân duyên mà hợp sanh, không có tự tánh cho nên không, như đất do hương vị xúc bốn pháp hòa hợp lại gọi là đất, không phải chỉ có sắc mà gọi là đất, cũng không phải chỉ vị xúc mà gọi là đất. Vì cớ sao? Nếu chỉ có sắc là đất, còn ba thứ kia không phải là đất, vậy là đất không có hương vị xúc, hương vị xúc cũng như vậy. Lại nữa, bốn pháp ấy sao là một pháp, sao một pháp là bốn pháp? Vì thế không được lấy bốn thứ làm đất, cũng thế không được lìa bốn thứ làm đất. Hỏi: tôi không cho bốn pháp là đất, chỉ nhân bốn pháp cho nên có pháp đất sanh, đất ấy trụ ở giữa bốn pháp. Đáp: nếu từ bốn pháp sanh ra đất, thời đất với bốn pháp khác nhau, như cha mẹ sanh ra con, thời con khác với cha mẹ. Nếu như vậy, này còn mắt thấy sắc, mũi biết hương, lưỡi biết vị, thân biết xúc, đất nếu khác với bốn pháp đó, thời phải nên có căn khác, thức khác để biết đất. Nếu không có căn khác, thức khác để biết đất, thời không có đất. Hỏi: nếu trên kia nói về tướng đất có lỗi, phải nên như A Tỳ Đàm nói về tướng đất. Đất gọi là sắc do bốn đại tạo ra, trong đó chỉ niệm trùng là tướng cứng, đất là sắc có thể thấy.